Hello các bác nhá. Có bác nào đã từng chơi cái game Zelda Breath of the Wild chưa nhỉ? Vâng, thì em đã chơi ở trên cái Wii U mà em đã từng từng mua, từng làm cái kênh đấy. Thì phải nói là các bác cuốn vãi chưởng luôn. Phải chơi và nói là cuốn vãi chưởng luôn về game ấy. Xứng đáng là game hay nhất của năm 2017. Ra mắt được khoảng hơn 3 năm rồi, nhưng mà thực sự là em chơi đến thời điểm hiện tại bây giờ em chơi vẫn rất là cuốn luôn, rất là thích luôn. Hiện tại em chơi em đang giải cứu được 4 cái thần thú. Nếu bác nào chơi thì sẽ hiểu cái vấn đề đấy. Và thực sự là không không muốn phá đảo luôn. Vẫn muốn chơi tiếp, vẫn muốn chơi tiếp. Nghiền quá. Mà chắc một cái là hiện tại những cái máy Wii U ấy thì phải về nhà em mới chơi được, không thể cầm đi di chuyển lại mà chơi được. Để mua một chiếc Nintendo Switch thì thực sự là em vẫn chưa có đủ tiền để mua Nintendo Switch. Em đã mua cái Nintendo Deadline để chơi thử này, xong lại sang cái Nintendo 3DS. Sau đó để chơi những cái game Zelda ở trên đấy thì thực sự nó không đủ đã, không thể nào nó hay bằng cái con Breath of the Wild được. Thế nên là rất là đau khổ, rất là buồn đấy. Em có thử tìm hiểu trên mạng xem là có game nào tương tự như vậy để chơi trên điện thoại không. Thì lần này đang sốt cái game này, đang sốt cái game cũng tương tự, cái dòng cái lối chơi của nó khá là giống của đấy là do ai Zelda, là cái game Genshin Impact này các bác này. Cái game này chắc các bác nào mà chơi gần đây các bác sẽ biết là game Genshin Impact là rất là nặng, khoảng 10 GB, và em đào trên điện thoại này em chơi thực sự là nẻ. Khi mà em chơi ở trên Wii U ấy là nó có cái điều khiển, có cái tay cầm ấy thì nó sướng hơn rất là nhiều so với việc là mình chơi trên màn hình điện thoại. Thế chính vì thế em đã đặt cái này này các bác nhá, em đã đặt cái này. Đây, giá có hơn 300.000 thôi, 345.000 thôi. Đây, cái tên của nó là, cái này em đặt từ Shopee mà mua gửi Trung Quốc về nhá. Đấy, thì nó có tên là New Alvan Wireless. Nói chung là tên rất dài. Cụ thể nó là cái game pad ấy, nó là cái game console Wi-Fi dành cho Android để mà thử chơi cái game này, thử xem nó liệu nó có đã bằng cái việc là mình chơi Zelda ở trên trên máy Wii U ấy không. Đó, còn nếu thật sự không đã thì em sẽ mua cái con Zelda này chứ. À, cái game con Switch này chứ nhá. Cố gắng gom nữa là mua. Thì cái này em mua ở Shopee từ Trung Quốc về, các bác nhìn nhá. Cái gói quen thuộc cái màu sáng này thôi. Đó, và giá rất là rẻ, có 345.000 thôi. Đấy, thì cái này nó như này này. Cái này nó cảm tưởng như là mình lắp vào ấy thì nó sẽ giống như là một cái tay, à một cái máy Switch luôn. Đó. Đây nha các bác ạ. Đây nha, các bác nhìn nhá. Đó. Thì nhìn kích thước của nó là khả năng lắp cái nốt 10 và lớn này của em sẽ rất là đẹp này. Đó, các bác nhìn nhá. Đây, nó là cái này này. Đó, đây em mua có 345.000, có 345.000 thôi. Vận chuyển về Việt Nam thì cũng rất là nhanh. Em đặt hàng vào ngày 27. Ngày 27 và ngày hôm nay là ngày ngày hôm nay là 3 em nhận được rồi. Ngày 3 em đã nhận được rồi nhá. Đó. Đấy, thì bây giờ em sẽ mở hộp cho các bác xem thử xem là liệu nó có ngon hay không, và kết nối nó sẽ là như thế nào nhá, liệu chơi game nó có bằng việc mình chơi game ở trên Switch hay không. Còn không bằng thì em sẽ mua luôn cái Switch để bóc hộp cho các bác xem. Đó, đây nhá. Để cho đỡ thèm, con Switch vẫn chưa đủ tiền. Thực sự là Switch vẫn chưa đủ tiền. Đó, đây là cái máy, cái hộp, à cái tay, cái gọi là cái gamepad mới cứng luôn. Này, bác nhìn này. Mới cứng nhá. Đó. Đây của một cái hãng là Min 6 pin của Trung Quốc, Min 6 pin của Trung Quốc đó. Red Wine. À, cái này em mua là không phải em mua cái màu giống, rất là thích cái màu giống của cái cả cái Switch, rất là thích cái màu giống của Switch nhá, nhưng mà tại vì cái màu nó đắt hơn. Đây này. Đây các bác nhìn, cái này các bác có thể xem trực tiếp nha. Tôi em thích cái màu này hơn này, nhưng cái màu nó đắt hơn. Cái màu đấy nhá, cái màu đấy nó là 360.000, đắt hơn 15.000, thế hơn mua cái rẻ hơn, mà trong cái này nó là màu ấy, thế em mới mua. À, cái màu như này này, chứ em không mua cái màu xanh này nhá. Cái màu xanh này thì bác nào thích thì sẽ mua rồi, em nó thích nhưng mà em lại mua cái màu này bởi vì cái này nó rẻ hơn 15.000. 15.000 nó vẫn là giá trị, thành ra phải tiết kiệm nữa. Đó. Đấy nhá. Thì cái hộp bên ngoài là nhìn thấy ngay là cái này nó dành gần như dành cho chơi PUBG này. Này là hỗ trợ để chơi trên PUBG ở trên này, như nó có nó có hướng dẫn đấy. Rồi mắt giờ nó lạnh quá, em đang bị chảy mũi này. Đây này, nó có hướng dẫn là nút mở cửa, nó là nút R cộng với lại cái nút nào này. Đấy, thì cái này nó dành chơi ở chơi game PUBG này, có PUBG này, game Arena of Valor này, hình như là cái game, không biết cái game này game gì. Đó, game Liên Minh Mobile này, và Kinect Out này, đó. Cái này nó dành cho chơi những cái game nổi tiếng như vậy, và cái game ở Genshin Impact là vừa ra, em nghĩ chắc là nó cũng sẽ chơi được. Đó, thế này em mua em chơi thử nhá. Đây, từ sau hộp thì nó toàn là
Chủ yếu là Trung Quốc rồi. Đây nó có thể kết nối và hỗ trợ được Bluetooth 4.0 và sẽ hỗ trợ được cho Android, iOS, Win 7, Win 8, Win 10. Đó là trên PC là có thể sử dụng được. Đó, thì nó sẽ chơi game ở trên smartphone, máy tính bảng, smart TV, set-top box, có nghĩa là Android box ấy, hoặc là TV box ấy, là gồm TV box của gì à? iBox không phải iBox nhà gì à? Có Apple ấy. Và Windows PC này. Super tôi không biết là cái này là cái gì, hỗ trợ được không hiểu, em không cái này anh em không hiểu lắm, chơi game này cái gì đó. Đó, hỗ trợ được màn hình lên đến 6.2 inch chết bà rồi, cái con của em. Cái con này là 6.8, 6.9 inch cơ. Không biết liệu có chơi được hay không, thôi tí khác thử nha. Không chơi được thì thôi. Coi như là bác nào mà nhiệt tình với người em sẽ tặng luôn. Đó, bên trên này thì có cái thông tin thêm hỗ trợ nữa này, bằng hình ảnh này. Cho có dễ hiểu này. Đó, Android này. iOS này. Đó. Phía này thì có hình này, là giống cái rất là giống cái gì à, cái Nintendo Switch đúng không? À, bây giờ em sẽ mở hộp nha. Đây là sản phẩm mới luôn, nó 300 mấy thì cũng khá là rẻ, dùng Bluetooth à, gọi là cái tay cầm kết nối Bluetooth à. Đấy, phụ kiện kèm theo là một cuốn sách hướng dẫn sử dụng nha. Đây, có tiếng Anh. Nó có ghi là cái joystick này, cái D-pad này, phím turbo này, phím home này, hay là phím nguồn này, đó tất cả cái hướng dẫn nó ở chỗ này, nó cơ bản thực ra là mình nhìn vào tay cầm là mình biết. Chỉ bác nào không quen thuộc đâu đó, còn hướng dẫn kết nối wifi như nào, tên của nó là min pin à, min pin không phải min 6 pin. Thế quay nào nhìn cái này là số 6 em các bạn, là chữ G, min pin đó của Trung Quốc. Đây hướng dẫn kết nối Bluetooth này, đó các máy nó hướng dẫn đầy đủ hết, máy nào kết nối như nào nó hướng dẫn hết đầy đủ đó. Đây, phụ kiện kèm theo thì có một cái dây sạc, không biết là cổng micro USB hay là cổng type C, không biết là cổng nào nhỉ. À, cổng micro USB, thế mà nhìn thấy ở đâu là type C. Đây, cái chỗ này ghi là đây USB-C này, USB-C, thế đây phải USB-C chó đâu, con lừa đảo à. Đây à, đây Adblock này, này thiết kế là khá giống Nintendo Switch nhá. Ui, này thì đã bong rồi thế này rồi. Nó là hàng tàu. Vừa mua về đã bong rồi lại giá lại rồi. Đó. Rất là buồn, rất là xin lỗi các bác, con này bị sổ mũi. Nghe nói sẽ hơi buồn cười một chút. Đây, vừa mua xong đã bong bố rồi. Chứ đó cái này của mình to hơn rồi. À, khá là vừa đấy. Ôi, nếu mà lắp ốp thì còn vừa luôn. Bỏ ốp ra vậy. Ôi, vừa chứ. Vừa khít luôn. Đó. Ok nhá, phải trải qua qua là cái tay cầm đã. Thì trước mắt là tay cầm, đây là cái phiên bản màu đen đỏ mà em mua. Em chọn là màu đen đỏ nhá, thì cái này rẻ hơn 15.000 này. Đấy, thứ hai là có cái nút analog ở đây. À, thì nó có bọc sẵn này. Nó có một cái bọc analog sẵn này. Đó, thằng nào sờ nó mềm vậy, nó chất liệu nó không phải là nhựa. Đó, thì bóc lại thôi. Đó, cũng khá là sướng, không biết chơi như thế nào. Các nút bấm là khá là mềm này. Các nút bấm tương đối là xịn đấy, có 300 mấy thì cái này là xịn này. Đó, analog cũng rất là tốt luôn. À, cái này cứng hơn một chút. Ok nhá, thì cảm giác bấm biết ngay. Đây là hai cái nút mà mẩy bằng 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 miếng miếng nhôm mình mẩy này. Đây, đó, ấn là biết ngay. Đó là cái miếng ấy nhôm, còn đây là cao su, đây là miếng đệm cao su giống như những máy chơi game chuyên nghiệp này. Đó, tay cầm cao su này, cái này là cao su này, ấn là nó cảm giác nó rất là mềm, nó rất là nảy này. Còn đây là cái cạch này, đó cái đây là ấy này, ấn là biết ngay. Là chứ là sản xuất là khá là cẩn thận, bởi vì em thấy một số tay cầm mở của tao đấy, loại mà khoảng hơn 100.000 đấy là tay cầm Bluetooth đấy, thì tất cả các phím này đều là phím nhôm, bởi vì sản xuất phím nhôm nó sẽ đơn giản, nó rẻ tiền hơn thì phải. Còn cái phím mà cao su này nó sẽ phức tạp hơn, nên đây là phím cao su nhá. Đó, cao su này thì thay nó khá là dễ này. Đó. À, cái dưới này thì hơi cứng này. Cái này thì mềm, cái dưới này cứng này. Dưới này khá cứng này. Một nghe thấy cái cạch. Không biết bên trong là như nào, đây chắc là cao su tiếp này. Và đây không phải cao su. Ok. Đó, bên dưới thì nó có một cái đệm nữa này. Đặt tay vào đây là cầm này. Đó, và dưới này nó sẽ có một cái rút này để phù hợp với từng chiếc điện thoại. Bây giờ là chúng ta có thể là phù hợp được với chiếc điện thoại Note 10 của em là rất là to, gần như là to nhất rồi, là phù hợp này. iPhone là chiếc là cũng vừa hết. Đó, kể cả Xiaomi nha. Đây em có một cái máy nát này.
À, cũng vừa này, các bạn thấy đẹp không? Đó, chơi rất là sướng này. Chơi giống Nintendo Switch luôn. À, thèm Nintendo Switch quá, không có tiền mua. Mua con này cũng ok. Ok, đây là nước nguồn nhá. Đây là cổng sạc. Cổng sạc micro USB thôi chứ không phải Type-C như quảng cáo, cái này là lừa đảo. Cái này gọi là lừa đảo đây. Đây chỉ là micro USB giá Type-C thì ngon hơn, bởi vì nó dùng chung với lại chân sạc của cái điện thoại của em. Đó, nhưng không phải nhá. Bây giờ em sẽ mở nguồn xem như này. Ok, như là hết pin rồi. À, không sáng rồi. Bây giờ cắm sạc vào nhá. Ok, cắm sạc một chút rồi chơi thử xem như nào nhá. Vãi thật. Sạc bao lâu mà bật nguồn nó không lên. Thì thực sự là em thật với các bác, em ngu quá các bạn. Đây này. Cái này là cái đèn báo sạc thì cắm lên nó bắt đổ ạ. Còn cái này mới là cái đèn báo nguồn báo kết nối này. Thì nguồn vừa giờ ở trên cửa sách nó rất dụng ấy. Cứ chủ quan nghĩ là mình nhìn cái tay này mình sẽ biết ngay. Đó, các bạn nha. Ở đây nó có cái nút home mà là power, là nghĩa là nguồn này. Đây. Đó là cái nút này. Thì giữ nút này nó sẽ mở nguồn. Đó. Các bạn nhìn nhá. À, nháy xanh này. Là mở nguồn. Đây em lại lột cái con máy cài sẵn cái mà gì à? Genshin Impact. Ở trong này nhá. Đây. Bật Bluetooth lên. Đây, Bluetooth này. Đấy. Minh Pin X6 Pro. Đó. Kết nối nha. Ok, kết nối xong đèn không nháy nữa. Ô, sao nãy thì vừa mà sao giờ à đúng rồi. Vừa đây. Ok nha. Xem nào. Nghe xin impact nào. Đó, kết nối xong rồi ấy. Bây giờ kết nối là điều khiển được rồi này. Nghe xin impact. Ô, tắt này không có tắt được rồi à. Start select turbo không biết là cái gì. À, xịn phết. Kiểu như là Nintendo Switch luôn. Cảm giác cầm nói chung là rất là thoải mái nhé. Đấy, cảm giác cầm rất thoải mái. Em có thằng bạn nó có cái Nintendo Switch Lite ấy, thì là cái này nó mỏng lắm, cầm nó không thích. Mà cái này nó tương đối là dày này, cầm rất là thoải mái này. Đấy, cái Nintendo Switch Lite phải mua thêm cái ốp thì sướng được. Cái không có ốp thì không sướng bằng cái này. Cái này cầm rất thích phết. Ô, rõ ràng là mình đã tin chơi là sao bắt đầu tải lên nguyên tiếp nhỉ. Đó, cầm rất là sướng này. Nói chung là thích hơn là cái tay mình kẹp bên trên cái cảm giác mới nặng đầu. Cái này là cầm rất là cân đối và thích này. Nếu bác nào có ý định mà mua tay game và chơi game như PUBG hay là Liên Minh Huyền Thoại thì các bác mua về, bởi vì là cái này nó hỗ trợ cho một số game ấy. Để xem cuốn sách dụng dụng nó có không. Xem cuốn sách dụng dụng nó có không này không. Như ở trên, trên Shopee là nó quảng cáo là những cái nút đấy là những cái nút chức năng như nào là mình sẽ cài được. Đó, không có, cái này nó không hư rất rồi. À, cái này bị sổ mũi khổ quá các bạn. Rồi bác đang rất là lạnh. Đang bị co vòi vào. Đồng nghĩa là việc co vòi là việc sẽ bị sổ mũi. Nếu các bác giữ lại không tốt. Đây và em đang bị sổ mũi, khó chịu quá. Sao lâu thế để mà chơi thử xem như nào nhỉ. À, rất là giống với cả Nintendo Switch luôn. Ngoài cái việc mà chơi được game Genshin Impact này thì nó sẽ dành cho chơi game PUBG hay là một số game khác. Bác nào mà muốn chơi game gì thì comment ở dưới video nhé. Em sẽ làm một clip chơi game để thử cho bác xem luôn. Đó, trải nghiệm, đúng không? Cái này thì nó sẽ hỗ trợ được cho cái màn hình của em rất là đẹp này. Hay là một con iPhone anh kết mắc ấy. Hay là iPhone mà mình nó to chứ cái màn hình nó bé lắm. Và đây màn hình nó bé quá lắm, đây để trông được buồn cười lắm. Đấy, màn hình to như thế này là lắp là vừa đẹp này. Và chờ chút nha. À này, ở trên này nó có một cái hướng dẫn cho các kết nối của thiết bị khác nhau. Android HD mode, chế độ HD mode y cộng home. Kết nối được cho PlayStation 3 và Switch cũng sẽ có một kết nối kiểu khác nữa này.
Và các nút ấn đây nó sẽ hướng dẫn các bác nhé. Nói chung ở đây nó sẽ hướng dẫn các nút sử dụng như nào rất là chi tiết này. Đó. Ok vào rồi này. Đeo tai nghe để được có trải nghiệm tốt hơn. Ok. Và nghe xin bác khi lắp cái này vào thì sẽ không đeo tai nghe nữa. Nếu là cái nào có rắc cắm tai nghe dùng tai nghe Bluetooth thôi. Đó. Bỏ qua đi, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Nhanh lên, nó chạy ít thôi. À, lúc nói chuyện. Bỏ qua cái gì nhỉ? À, khi kết nối phát là nó sẽ không có màn việc ở trên màn hình này luôn. Nó sẽ đầy màn hình luôn. Đó. Qua đi nhá. À. Không nhìn được cảnh được. Thế thì không sướng bằng Wii rồi. Wii là cái unlock bên này nó sẽ nhìn được cảnh như này. Đó, như này. Thì khi chúng ta vừa chạy vừa chỉnh được cảnh này không chỉnh được mất rồi. À, nó vẫn có màn hình đi chứ, vẫn có đây, vẫn có nút được kể này. Để xem bắn cung nút nào nào. Lúc này như là nút menu. À đây, bắn cung lúc này. Không thích lắm. Thế này để chán chết. Nút chân là không hiểu nút gì, chỉ có mỗi nút bật menu và nút đi thôi. Bắn cung là lúc này. Đây, lúc này là nút đây. À, skin là lúc này này. À, hai lỗ này là sẽ thay bằng lỗ này. Lỗ này có gì không có tác dụng. Tôi mua là cái gì không biết luôn. Giống như trên ấy là ấn này chém một thứ gì đấy thì để em thử tìm cách để cái đặt xem như nào nhá, để xem có hợp lý không. Chán quá. Ok, ở trên cái game này thì hiện tại check cái vấn đề cái này bác này. Các bạn này. Nút bấm chưa có thể điều khiển được. Đây, vẫn chưa chỉnh cái bấm, vẫn chưa thay đổi nút bấm, thế này là không chơi bằng tay được. Mặc dù rất là thèm chơi cái game này để cảm giác như mình được chơi ở trên tia Switch là cho nó giống cái game mà leo ra Zelda Breath of the Wild, nhưng mà thực sự là xịt mất rồi. Mua cái này về không chơi nữa. PUBG thì chán rồi. Lên mình điện thoại thì không chơi. Đó. Thế là như là cái tay này là xịt mất rồi các bạn. Biết chơi kiểu gì đây? Biết chỉnh kiểu gì đây? Có bạn nào biết cách chỉnh kiểu cái này không? Trời ơi, cái này thì là chơi sao được. Chơi làm sao đây? Chơi làm sao đây? Lúc đó không chỉnh được rồi. Điều khiển độ nhạy ống kính, độ nhạy chế độ ngắm, con quay, đi bộ, không chỉnh được. Trời ơi. Được mỗi cái này. Đây, mấy cái nút mở thử kính, nhấn lại. Nút này không có tác dụng gì. Cái này cũng vậy. Xịt mất rồi. Ok, chơi thử PUBG xem là có hợp lý không nhá. Để cho bác nào có ý định mua cái này có thể chơi được PUBG trên cái game MC Genshin Impact là xin rồi nhá. Đó, thôi, đánh mua Switch vậy. Bên sao đây, PUBG đây các bác nhá. Cái này không biết là do em không biết cài hay là Hay là không chơi được. Thì bởi vì em rất thích cái này này, nó nhìn như này này. Thì cái này được khiển đơn nhưng thực sự là không tác dụng gì cả. Đây, còn cái nút này thì không nói em gì rồi. Ok, di chuyển nó tốt đây. Đó, nút bắn thì nó vẫn là giống như Genshin Impact nó nằm ở đây nhé. Đó, còn nút này không tác dụng này. Hai nút này không tác dụng gì này. Đây, nút này là mở map này. Đây là nhảy này. Đây là ngồi này. Đó, cũng được. Đó, vẫn phải dùng cái này. Thì là chơi mẹ một tay của nhau cho nó nhanh. Không biết hai là để làm cái gì. Đó, tóm lại là cái tay này như vậy thôi. Nếu mà bác nào biết biết cái cài cái tay này để chơi được nhé. Thì cho em xin cái hướng dẫn. Và cho mọi người ở đây cùng xin hướng dẫn. Còn thực sự là nếu mà cái này không cài được thì tốt nhất các bạn đừng có mua phí tiền này. Đây. Đó. Mở khó chưa lắm.
Đấy, không quay được. Thôi, bỏ ạ. Thôi nha, cảm ơn các xem clip. Chào hẹn gặp lại các bác. Đó, thích cồn, chúng ta bây giờ nhiều cảm tặng cho nhá.